Mọi sự chú ý đang đổ dồn về báo cáo lợi nhuận quý của Honda Motors sẽ được công bố vào tuần tới sau khi nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này vướng vào cuộc khủng hoảng túi khí. Tuần sau cũng là thời điểm công bố lợi nhuận của một loạt tập đoàn toàn cầu. Báo cáo lợi nhuận quý 3 của Honda Motors sẽ được công bố vào tuần sau, sẽ cho thấy liệu cuộc khủng hoảng túi khí sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lợi nhuận của hãng. Sự cố túi khí không phồng lên được đã khiến hai người thiệt mạng, những chiếc túi này do hãng Takata cung cấp. Nhà sản xuất xe lớn thứ ba của Nhật Bản cho biết hồi tháng 6 là sẽ triệu hồi hơn 2 triệu xe trên toàn cầu do lỗi túi khí và sẽ xem xét lại mối quan hệ với Takata. Công ty Mitsubishi Moto từng gặp rắc rối về lỗi túi khí, cũng dự kiến công bố lợi nhuận quý vào ngày 29 tháng 10 tới. Ngoài ra, vào ngày 30 tháng 10, sẽ có một loạt báo cáo lợi nhuận quý của những công ty lớn như ngân hàng ICBC và ngân hàng truyền thông của Trung Quốc hay tập đoàn sản xuất smartphone Samsung Electronics. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện vẫn giữ nguyên mức lãi suất thấp, nhưng áp lực khá lớn khi các dữ liệu kinh tế từ vài tuần nay cho thấy chính sách Abenomics chưa giúp phát triển nền kinh tế, vốn đang bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế tiêu dùng áp dụng từ tháng 4 năm nay.